3 ngày đã có 92 trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch COVID-19 bị xử lý trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đó không chỉ là những con số mà còn là lời khuyến cáo đến những ai còn thiếu ý thức trong thực hiện 5K và các chỉ thị về phòng chống dịch COVID-19 của chính phủ. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi vừa ghi lại trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Mặc dù từ 0 giờ ngày 25 tháng 7, toàn thành phố Buôn Ma Thuột đã áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng chống dịch COVID-19, nhưng vẫn còn có rất đông người dân ra đường khi không có việc thật sự cần thiết. Chỉ tính riêng trong 3 ngày, từ 26 đến 29 tháng 7, lực lượng công an cùng các đơn vị cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện lập biên bản 92 trường hợp vi phạm, xử lý tổng số tiền 223 triệu đồng theo Nghị định số 117 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó có nhiều người ra đường không có lý do chính đáng và không phải đi những việc cần thiết. Trong 15 ngày triển khai thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng ở trên địa bàn Buôn Ma Thuột, được lãnh đạo các cấp xác định đây là cái thời gian vàng để chúng ta tranh thủ cái thời gian để dập dịch ở trên địa bàn thành phố cũng như địa bàn tỉnh. Do vậy thì chúng tôi cũng khuyến cáo với bà con nhân dân, chúng ta cùng chung sức, chung lòng cùng với cấp ủy chính quyền và các lực lượng chức năng để tham gia phòng chống dịch bệnh. Cũng khuyến cáo bà con hạn chế ra đường và không ra đường khi không có cái sự cần thiết. Đồng thời là tích cực phối hợp giúp đỡ các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng y tế, lực lượng công an cùng cấp ủy chính quyền các cấp để chúng ta chung tay chung sức, đồng lòng để đẩy lùi dịch bệnh ở trên địa bàn thành phố, để đưa thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở lại cái trạng thái bình thường mới để phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và an ninh xã hội ở trên địa bàn thành phố. Trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột thì đang thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu mà những cái hoạt động của các cá nhân không cần thiết thì không nên ra khỏi nhà vào những cái thời điểm như thế này. Vì rất có thể là các bạn sẽ bị nhiễm COVID và có thể là truyền những cái mầm bệnh này cho những người thân và gia đình của mình. Hiện tại tôi đang làm việc tại công ty MM Mega Market, là một siêu thị chuyên cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân, nên hiện tại thì tôi vẫn phải đi làm. Nếu mà như tôi, nếu mà không có phải thực hiện những cái nhiệm vụ của công ty giao cung cấp lương thực thực phẩm thì những thời gian như này thì tôi cũng không muốn ra ngoài. 15 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là 15 ngày vàng để đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột nói riêng và tỉnh Đắk Lắk nói chung. Và trong những ngày này, hàng phút, hàng giờ rất cần ý thức vàng và những hành động vàng của tất cả mọi người.